Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Trung Quốc vỡ đập khiến 8 du khách thiệt mạng, bão số 5 đổ bộ, gió giật cấp 15. Kính thưa quý vị khán giả, vào sáng nay, một đập chắn nước ở Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc bị vỡ, gây lụt và làm 26 người thiệt mạng và 13 người mất tích. Bão Hải Quỳ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang đã gây mưa to và lụt lội nhiều nơi, làm 13 người thiệt mạng và 1,5 triệu người phải đi sơ tán. Trong khi đó, tại Philippines, Hội đồng Quốc gia Kiểm soát và Giảm thiểu Thiên tai cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài gây lụt lội ở nước này trong mấy ngày vừa qua đã lên tới 60 người, hiện vẫn còn 7 người mất tích. Theo hội đồng trên, tổng cộng 95 thành phố và thị trấn trên cả nước bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của 12,44 triệu người. 5 tỉnh và 23 thành phố miền Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, đã tuyên bố tình trạng thảm họa. Chính quyền đã trợ giúp khẩn cấp cho các gia đình bị nặng. Trung Quốc gần đây xảy ra mưa lớn dẫn đến thảm họa lũ lụt, có đến 12 tỉnh thành bị lũ lụt tấn công. Chính quyền Trung Quốc phát đi thông báo khẩn cấp, mực nước sông Giang ở Vũ Hán đã vượt mức hạn chế 4 mét. Dự tính trong 8 tiếng đồng hồ, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xuất hiện lũ lớn nhất kể từ năm 1940. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang sau hơn một tháng mưa lớn đang đối mặt với thách thức to lớn. Mực nước ở thượng nguồn thành phố Vũ Hán lại hứng chịu lũ lụt lớn nhất trong 80 năm qua. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đăng trên báo Bắc Kinh News đưa tin. Tại trạm quan sát thủy văn thành phố Vũ Hán vào lúc 11 giờ 50 phút sáng nay đã công bố báo động đỏ lũ lụt, nói rằng trưa chiều ảnh hưởng từ mưa lớn và nước suối thượng nguồn tăng mạnh. Lưu vực Giang Toàn đoạn Vũ Hán trong 8 tiếng đồng hồ tới sẽ xuất hiện siêu lũ lụt trong lịch sử, dự tính mực nước cao nhất tại trạm Ngũ Xá trên sông Giang đoạn trải qua quận Giang Tân sẽ vượt mức hạn chế phòng chống lũ từ khoảng 5,7 đến 6,3 mét, mức tăng có thể đạt từ khoảng 10 đến 11 mét. Cơ quan chức năng cho biết đến nay ít nhất 40.000 người dân đã sơ tán. Hiện mực nước vẫn đang tiếp tục tăng, đợt đỉnh lũ đầu tiên đã đi qua vào khoảng 3 giờ chiều. Hiện tại, sông Kỳ Giang đã vượt mưa, mực nước bình thường 4 mét. Ngay cả đường quốc lộ Thiên Giang cũng bị nước nhấn chìm, lượng nước sông lớn tiếp tục tràn vào bên trong phố. Một số địa phương xuất hiện vùng đất từ trên núi ập xuống. Hiện tại, sông Thông Huệ, sông Thanh Khê, sông Tảo Độ thuộc lưu vực sông Giang, 8 con sông nhỏ ở Vũ Hán đều xuất hiện mực lũ vượt mức cảnh báo. Trong đó, mực nước cảnh báo ở trạm Thạch Đê trên sông Dậu Thủy, huyện Tứ Sơn vượt mức cảnh báo là 1,3 mét. Mực nước ở trạm Tiểu Hà trên sông Cam Long, huyện Dậu Dương vượt mức cảnh báo là 2,35 mét. Mực nước ở trạm Diêm, đường trên sông Khê Hà thuộc quận Nam Xuyên đạt mức cảnh báo là 8 giờ ngày hôm nay. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, vùng Đông Nam Bộ Vũ Hán và Tây Nam xuất hiện mưa vừa và mưa lớn. 9 quận huyện như Hậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Vũ Long đều có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất đo được là 143mm, trạm Vũ Long trên sông Ngô Giang, nhánh quan trọng của sông Trường Giang vào lúc 2 giờ 55 phút xuất hiện mực nước cao nhất lên đến 191,12m, lưu lượng tương ứng là 10.000 mét khối mỗi giây. Hiện tại, cơ quan chỉ huy phòng chống lụt của quận Giang Khê, thành phố Vũ Hán đã phát đi cảnh báo phòng chống lụt cấp 2 và khởi động ứng phó khẩn cấp tương ứng. Theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo, bộ phận khu vực hạ lưu sông Trường Giang có mưa vừa và mưa to đến mưa rất to. Khu vực cục bộ xuất hiện mưa rất lớn. Mưa lớn xuất hiện ở giữa khu vực phía Bắc của Giang Hoài và khu vực Hoài Bắc do miền Nam Trung Quốc liên tiếp nhiều ngày xuất hiện mưa lớn dẫn đến lũ lụt. 12 tỉnh thành liên tiếp xảy ra tình trạng thảm họa như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Vũ Hán, ít nhất 8,521 triệu người bị ảnh hưởng. Ngoại giới vô cùng quan tâm đến rủi ro, mực nước lũ vượt đường cảnh báo, đập nước bị vỡ, tai họa lũ bất ngờ. Trước đó mưa lớn liên tiếp 4 ngày ở Vũ Hán, hiện nơi này đã khởi động phòng lũ cấp 3, đập Tam Hiệp đang áp sức với cường độ cao.
Vũ Hán đã xảy ra mưa lớn kéo dài 4 ngày liên tiếp, khiến mực nước của tất cả các con sông ở Vũ Hán dâng lên nhanh chóng, một số vượt quá mức cảnh báo. Thành phố đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cấp 3 và đưa ra cảnh báo lũ xanh. Đập Tam Hiệp đối diện với áp lực ngày càng tăng. Vũ Hán bước vào ngày thứ tư, mưa liên tiếp, nhiều khu vực tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo màu đỏ và màu vàng. Đối với mưa bão, lượng mưa tối đa hàng ngày vượt quá 200mm. Do mưa lớn liên tục, mực nước của 47 con sông ở thành phố Vũ Hán và tất cả các con sông xung quanh đã tăng vọt từ 1 đến 8 mét. Và một số con sông đã vượt quá mức cảnh báo. Nhiều thị trấn bị ngập lụt ở một số khu vực, lượng nước tích lũy vượt qua 2 mét, làm ngập nhiều phương tiện và nhiều ngôi nhà. Một số khu vực xảy ra thảm họa sạt lở đất đá. Theo thông tin chính thức, tính đến nay, có 1 người bị thiệt mạng, 4 người mất tích và 6 người bị thương. Trạm quan sát thủy văn thành phố Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh. Trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố Vũ Hán và Cục Bảo vệ nước thành phố Vũ Hán đã khởi xướng ứng phó. Phòng chống lũ lụt cấp 3, dưới đây là video được cư dân mạng đăng tải trong vùng lũ Vũ Hán hiện nay. Đoạn video cho thấy mưa bão xảy ra ở Khai Châu, Vũ Hán, con đường biến thành sông và xe cộ bị ngập nước, cầu đầy lỗ hổng, nước tràn ra đường và ngập nhà, nước mưa cuốn theo bùn và cát trên mặt đường. Đập Tam Hiệp nằm ở hạ lưu Vũ Hán, tất cả các con sông ở Vũ Hán cuối cùng sẽ xảy ra sông Dương Tử. Do đó, lũ lụt do trận mưa lớn kéo dài ở Vũ Hán gây ra sẽ làm tăng đáng kể áp lực đối với đập Tam Hiệp. Theo thông tin truyền thông nhà nước Trung Quốc, cho đến nay cả nước có 800 con đập và hồ chứa đã vượt mức độ cảnh báo. Lưu vực sông Châu Giang chảy qua Tây Giang và Bắc Giang đều đã xảy ra lũ lụt trong năm nay, một số khu vực có ngập úng. Hiện tại có hơn 74.000 hồ chứa ở Trung Quốc, trong đó có hơn 70.000 là hồ chứa nhỏ. Theo thông tin chính thức, nhiều hồ chứa đang ở mức độ nguy hiểm khác nhau do thiếu bảo trì hiệu quả trong thời gian dài. Và đây là một lỗ hổng và thiếu sót nổi bật trong công tác kiểm soát lũ. Một khi đập hồ chứa bị vỡ, nó sẽ gây ra hiệu ứng domino. Nó có thể kéo theo nhiều đập ở hạ lưu vỡ từ cái này sang cái khác và gây ra một thảm họa lớn. Liên quan đến tin tức về đập Tam Hiệp, gần đây nhất, đập Tam Hiệp đã mở cửa xả lũ trước thời hạn. Tổng lượng nước giảm khoảng 30m xuống còn 144,99m, mực nước cao tối đa là 175m. Trên mực nước biển, sau đó không có thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào từ phía chính phủ về đập Tam Hiệp. Vừa qua, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Cơn mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều đoạn đường. Cũng vào cùng ngày, cơn mưa xối xả đã nhấn chìm khu thắng cảnh Hoàng Quả Thụ ở tỉnh Quý Châu, một số đường xá nước sâu đến gần 2 mét. Trận mưa lớn liên tục ở Vũ Hán trong hơn một tuần đã khiến người dân địa phương khốn khổ và gây áp lực lên hạ lưu đập Tam Hiệp. Cơn mưa lớn ở Hà Cương, Hắc Long Giang đã phá vỡ nhịp sống của người dân. Trận lũ quét gây ra bởi trận mưa lớn ở Lương Sơn, Tứ Xuyên đã phá hủy các ngôi nhà. Tại Công Minh, Xuân Thành, một đêm mưa lớn đã quét sạch sự hấp dẫn của thành phố mùa xuân. Hơn nữa là còn khiến người dân lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Trận mưa bão cũng đã khiến Nam Kinh thành một thành phố nước thật sự. Thưa quý vị, 11 trên 12 dự đoán về đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm. Điều cuối cùng liệu có xảy ra? Sông Dương Tử hay có tên gọi khác là sông Trường Giang là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Nó trải qua 19 tỉnh, thành phố và khu tự trị trên cả nước. Từ thời xa xưa cho đến nay, nó đã nuôi dưỡng hơn 1/3 dân số Trung Quốc, vì thế nên được mệnh danh là Mẫu Thần Hà. Sông Dương Tử bắt nguồn từ núi Tuyết Khang, căn đỉnh ở phía tây nam của núi Tuyết Cát Lạp, Tân Đông. Đỉnh núi chính của dãy núi Cổ Lạc trên cao nguyên Tây Tạng với tổng chiều dài 6.300 km. Đập Tam Hiệp của sông Dương Tử đã bắt đầu từ huyện Phụng Tiết của thành phố Vũ Hán ở phía tây cho đến thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc ở phía đông. Từ tây sang đông chủ yếu có 3 hẻm núi lớn, hẻm Cù Đường, hẻm Vu và hẻm Tây Lăng, do đó nó có tên là Tam Hiệp. Tam Hiệp của sông Dương Tử được gọi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó đã mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa trong hàng ngàn năm. Tuy vậy, các nhà phong thủy học cho rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cắt đứt long mạch của dân tộc Trung Hoa và đã phá hủy phong thủy Trung Quốc, dẫn đến thảm họa ở lưu vực Tam Hiệp hết lần này đến lần khác.
kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006, nó đã hình thành một hồ chứa khổng lồ với chiều dài lên tới 600 km. Điều này là rất hiếm trên thế giới. Các thầy phong thủy tin rằng việc xây đập Tam Hiệp không chỉ cắt đứt long mạch mà còn phá hủy vùng đất Phong Lưu, Ba Sơn, Thục Thủy của dân tộc Trung Hoa. Ý nghĩa của câu thơ Ba Sơn Dạ Vũ, Trướng Thu Trì trong bài Dạ Vũ Khí Bất Cổ Lý Thương Ẩn từ lâu đã trở thành nỗi ám hạn và những tổn thất vô hình do nó mang lại là vô cùng to lớn. Theo lý thuyết phong thủy của Trung Quốc, địa hình của Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở Đông Nam, gọi là Thiên Cung Tây Bắc, Địa Hãm Đông Nam. Từ quan điểm bát quái mà nói, phía Đông Bắc thuộc cân núi Côn Lôn thuộc về núi Tổ. Từ quan điểm triết học của truyền thống Trung Quốc mà nói, núi Địa Nhân là một ký. Khí tại mặt đất ngưng tụ thành long mạch, tạo thành sơn mạch và thủy mạch. Do đó, bắt đầu từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có 3 sơn long và 2 thủy long. Long mạch thông vận nước thịnh vượng, long mạch trở ngại vận nước sẽ bị ảnh hưởng. Từ quan điểm khí học của môn phong thủy mà nói, phía Nam sông Dương Tử thuộc về cảnh môn, nó thuộc giải đất vàng cho sự phát triển của Trung Quốc. Do đó, long mạch của sông Dương Tử quan trọng hơn và cần được bảo vệ hơn sông Quảng Hà. Ngày nay, sông Dương Tử bị cắt đứt đoạn ngang lưng nên phong thủy đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thiên văn và khí hậu tự nhiên mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Với dịch lý tin rằng Tam Hiệp long mạch lớn nhất thế giới, nó mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa. Giờ đây, những người được gọi là chuyên gia, viện sĩ không có kiến thức về khoa học phong thủy bát quái đã thay đổi long mạch lớn nhất và phá hủy phong thủy của Trung Quốc. Sự tàn phá này mang đến thảm họa lớn vô tận cho các thế hệ tương lai. Người xưa nói thiên nhiên là không thể chinh phục, không thể đánh bại con người, chỉ có thể thích nghi với thiên nhiên và lợi dụng thiên nhiên, long mạch phong thủy. Vì thế cũng không thể xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa lớn cho nhân loại. Trung Quốc hiện nay muốn biển có biển, muốn nước có nước và đây là cái giá mà họ phải gánh chịu. Và thông tin trên đây cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.